Em chào các bác ạ, chào mừng các bác đã quay trở lại với kênh mua bán ô tô cũ. Và nếu lần đầu tiên xem clip của em thì em xin tự giới thiệu là Bình Ô Tô Cũ Hà Nội. Mong tất cả các bác để lại cho em xin được một lượt like và một lượt đăng ký kênh nút màu đỏ. Thì em xin tự giới thiệu là Bình, em địa chỉ cửa hàng em là ở 26 Phạm Hùng, Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Em chuyên kinh doanh mua bán tất cả các dòng xe cũ giá từ 100 triệu cho đến 1 tỷ đồng quay đầu. Thì hôm nay mới nhất là ngày 18 tháng 10, em Bình giới thiệu cho các bác một cái mẫu xe sedan rất là đẹp đến từ đất nước Hàn Quốc. Xin giới thiệu với tất cả các bác. Trước mắt chúng ta đây là chiếc xe Honda. À quên, xin lỗi mọi người. Trước mắt chúng ta đây là chiếc xe Hyundai Elantra. Đây là phiên bản 1.6 AT số tự động các bác nhé. Sản xuất vào năm 2019, tên tư nhân biển tỉnh đã rút hồ sơ cầm tay. Chiếc xe này được đăng ký lần đầu và lăn bánh năm 2020. Xe chạy siêu lướt chỉ có hơn 1 vạn cây số mà thôi. Như các bác cũng được nhìn thấy thì trước mắt chúng ta là một chiếc xe màu đen, nội thất màu kem, bản 1.6 tổng các bác ạ. Về chất em nói chia sẻ luôn cho tất cả các bác là không chỉ riêng xe này, xe tất cả xe mình bán ra em luôn cam kết cho các bác xe không đâm đụng và xe không ngập nước. Nếu như các bác lên xem xe mà phát hiện ra không đúng hay là xe lỗi đi, em hoàn toàn là tặng chi phí cho tất cả cho các bác để chúng ta lấy chi phí đi đường mọi người nhá. Về chiếc xe này hiện tại xe chạy chỉ có hơn 1 vạn thôi. Màu đen, tên tư nhân biển tỉnh, em đã rút hồ sơ cầm tay rồi. Nên là bác nào mà mua chúng ta chỉ về chỉ mất 2% thuế phí trước bạ để chúng ta sang tên mà thôi các bác nhá. Thì bây giờ xin mời các bác là chúng ta đi một vòng quanh xe để trải nghiệm chiếc xe này nó có đẹp hay không. Nói về Hyundai Elantra thì nó rất là nhiều thế hệ rồi các bác ạ. Nó qua rất là nhiều thế hệ. Và hiện tại thì nó cũng đang được chuẩn bị ra một cái form mới rất là đẹp. Nhưng cái form này nó là cuối cùng hiện tại, gọi là cuối cùng hiện tại của Hyundai form mới các bác ạ, 1.6 số tự động. Chiếc xe này thì rất là tiết kiệm nhiên liệu rồi, nó là đối thủ cạnh tranh trực tiếp với chiếc Kia Cerato và Mazda 3. Đấy, như mọi người cũng được nhìn thấy, một chiếc xe lướt như thế này thì hoàn toàn là sẽ không có lỗi nên em sẽ không cần phải quay chi tiết quá kỹ các bác nhá. Về chiếc xe này ấy, được bảo trì bảo dưỡng trong hãng đầy đủ nên là tất cả các tem mác của xe là vẫn còn nguyên. Tem mác của xe là vẫn còn nguyên, như mọi người cũng được nhìn thấy này. Xe là nội thất, oh sorry mọi người, để em xíu em cài lại cái này ạ. Xe là nội thất màu be các bác ạ. Option thì đầy đủ, tất cả các chức năng đều nổ cho đến gương ngập điện này, đèn bi xenon. Rồi, bây giờ xin mời các bác là em vào chi tiết chiếc xe này luôn để cho các bác cùng được nắm bắt về chiếc xe này. Qua mở cho anh cái nắp capo. Elantra, một chiếc xe rất là đẹp. Đó, quên không nói giá. Về giá bán chiếc xe này thì em chia sẻ luôn cho mọi người là hiện tại chiếc xe này em Bình đang chào bán với giá là 615 triệu, giá còn thương lượng và linh động. Bác nào mà thật sự quan tâm cái dòng xe này thì alo trực tiếp cho em số điện thoại em để phần mô tả. Các bác ơi, em chỉ có một số duy nhất thôi mọi người nhé, 0968 831 280. Em tên là Bình, em đến từ 26 Phạm Hùng, Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Với chiếc xe lướt như thế này thì các bác ở tỉnh xa ấy thì chúng ta có thể là tự tin đặt cọc. Nếu như là xem xe mà phát hiện xe bị lỗi thì em hoàn toàn là tặng chi phí đi đường cho các bác. Nhân tiện đây có một câu chuyện là như thế này mọi người ạ. Nếu như bán được chiếc xe này, gọi là đạt công đi, gọi là đạt công, em hứa danh dự kể cả bán được lãi ít hay là lãi nhiều, em sẽ trích một phần nào đó cái số tiền lãi để em ủng hộ bà con miền Trung. Có ít có nhiều thì nó là ở tấm lòng, nên là chúng ta cũng có những cái cung cầu kết nối với nhau mọi người nhá. Chúng ta hiện tại cả nước đang hướng về miền Trung nên là mỗi người chúng ta cố gắng một chút ạ. Về phần máy đây, về phần máy thì mọi người cũng được nhìn thấy chiếc xe mà chạy chỉ có hơn 3 vạn thôi thì đương nhiên rồi, máy số là phải zin tuyệt đối 100% các bác ạ. Rất là mới mọi người nhá, siêu lướt luôn ạ. Xe thì anh chủ nhân rất là cẩn thận, chống chuột này. Đây mọi người này, chống chuột này. Mọi người nhìn ốc chân máy nó còn vạch sơn như thế này. Đó, đây mọi người nhìn ốc mặt máy này. Tất cả các vạch sơn trên xe như thế này còn nguyên bản, từ trong cái lòng xe, cổ bô, tất cả mọi thứ. Chiếc xe này thì không khác gì một chiếc xe mới. Bây giờ chúng ta chỉ tính toán là nếu như lăn bánh một chiếc xe mới và chiếc xe này của em thì nó đỡ được bao nhiêu tiền thôi. Còn về chất lượng thì các bác yên tâm đi. Hộp số này, ốc hộp số còn nguyên các bác ạ.
Quang đóng anh cái nắp capo. Có thể mọi người đừng lầm tưởng nhé, đây là một chiếc xe mà cuối 18 là họ đã ra cái form này rồi. Họ đã ra cái form này rồi nên là nó sẽ rất là đẹp và thể thao. Nó sẽ rất là đẹp và thể thao đúng không mọi người? Hyundai Elantra 1.6 số tự động. Nó còn một phiên bản nữa, phiên bản turbo 1.6 turbo nữa các mọi người ạ. Nhưng mà chúng ta đi chiếc xe này là được rồi, đủ khỏe, đủ dùng, tiết kiệm nhiên liệu, cái mới là cái điều quan trọng. Về phần đèn pha thì mọi người cũng nhìn thấy chiếc xe có một cái đèn rất là sắc bén, đèn LED định vị ban ngày đây, đèn bi projector này, đèn zin theo xe các bác nhá, đèn xi nhan dạng halogen này. Đó, mặt ca lăng Hyundai Elantra. Đương nhiên rồi, một chiếc xe lướt là lốp là phải theo xe. Đấy, tất cả các râu của xe này, mọi người nhìn cái bố phanh này, nó sáng hồng lên như này. La răng chưa một giọt sơn ngoài nào các bác ạ. La răng chưa một giọt sơn ngoài nào, lốp này, lốp còn dày dày kịch luôn các bác. Đó, xi nhan tích hợp trên gương, mặt gương chỉnh điện và gương gập điện. Tay nắm mạ chrome này, nẹp chân kính cũng mạ chrome này. Em quay qua một phần nội thất này các bác xem. Đó, Hyundai Elantra. Hàng ghế thứ hai, đây là một chiếc xe phân khúc hạng C nên là nó cũng khá là rộng. La đằng sau này mới lắm đúng không mọi người, rất là mới luôn. Đèn hậu này, đèn hậu rất là dài các bác nhé, khoảng cách này rất là dài luôn. Đó, camera lùi được đặt ở đây. Logo này Hyundai Elantra GLS, cảm biến lùi theo xe đầy đủ các bác nhé. Cảm biến lùi theo xe này. Đây là về phần hông xe này. Đóng cửa lại xe. Rất đẹp. 615 triệu giá còn thương lượng và linh động các bác ạ. Cửa đóng chắc nịch luôn các bác nhá. Xe lướt mà. Đó, táp ly này, táp lô này. Giá còn thương lượng và linh động nên các bác cứ vô tư đi. Sổ bảo hành, sổ bảo dưỡng, tất cả mọi thứ là còn nguyên bản trong hãng luôn các bác ạ. Xe đã được trải sàn da rồi. Đây, trải sàn da này, bậc lên xuống ốp mạ chrome này, mạ inox này. Đây là ghế phụ mọi người nhá, ghế còn căng đét luôn ạ. Hyundai Elantra, vô lăng rất là đẹp, vô lăng thể thao, cửa sổ chơi đây. Cửa sổ chơi không được toàn cảnh đâu nhưng mà có cửa sổ trời là cũng đẹp rồi mọi người ạ. Đó, em đi sang cái phần nội thất. Nội thất này, đây mọi người được nhìn thấy, đây là nội thất của chiếc xe. Xe là chạy 1.3 vạn cây số đây các bác nhá, 1.3 vạn cây số này. Xe sử dụng là vô lăng bọc da, vô lăng bọc da. Nút bấm tích hợp trên vô lăng, mọi người nhìn vô lăng này là mới tinh này. Em rất thích cái vô lăng kiểu mới này hơn là cái vô lăng của form cũ. Vô lăng của form cũ nó hình tam giác hơi nhìn nó cũng không được đẹp lắm. Cái vô lăng này nhìn nó rất là thể thao. Nút bấm tích hợp trên vô lăng này, mọi người nhìn này, xe còn mới tinh các bác ạ. Đề nổ start stop này, màn hình cảm ứng DVD Bluetooth, là cái dòng này là dòng theo xe các bác ạ. Dòng theo xe. Đó, nhưng mà rất là đẹp đúng không mọi người? Nhìn nó cũng rất là trang nhã. Hốc điều hòa được mạ chrome này. Đương nhiên rồi, điều hòa là điều hòa tự động. Ni lông còn chưa bóc hết các bác nhá. Đây ạ, các bác nhìn này. Đây này, cái ni lông này này. Bây giờ bóc bỏ ra thì cái phần này này, nó sẽ mới tinh 100% luôn. Đó, hộp số tự động này, mọi người nhìn này, không một vết tì nào. Củ số này, mới tinh các bác nhá. Đó, đây, tất cả mọi thứ còn rất là đẹp. Cầm cho anh em. Thì vừa rồi em đã giới thiệu cho các bác, đây là chiếc xe Hyundai Elantra 1.6 số tự động, sản xuất 2019, đăng ký lần đầu 2020, xe chạy 1.3 vạn cây số. Giá bán em đang chào bán với giá là 615 triệu giá còn thương lượng và linh động. Cảm ơn tất cả các bác đã xem video nhé. Thì bây giờ xin mời các bác là chúng ta lên trên xe, chúng ta trải nghiệm một vòng chiếc xe này nó có đầm chắc hay không. Quang ngang sau ngồi.
Đây, xe là sử dụng bằng Deno. Chúng ta ấn Deno là xe lên này. Một số tự động 1.6 thì các bạn em bật cái chế độ 05 màn hình nó rộng ra ấy. Chưa? Ok. Để mà đánh giá chiếc xe này với chiếc xe Kia Cerato thì nó như nhau các bác ạ. Nó như nhau. Không khác gì cả. Hai thằng là coi như là Kia với lại Hyundai thì nó là một rồi mọi người. Chỉ là chúng ta thích mẫu dáng nào thôi. Nhưng mà chiếc xe này cũng khá là thể thao bởi vì nó lạ. Có cái điều rất đặc biệt là chiếc xe này có hệ thống cảm biến áp suất lốp theo xe. Nên là các bác mà đi mà hơi, cái lượng hơi ở trong lốp nó có bao nhiêu nó sẽ báo lên trên màn hình này. Màn hình analog ở trên màn đồng hồ xe. Đó, vô lăng bọc da. Nói chung là cũng đầm chắc mọi người ạ. Ở đây không quay xe. Rồi, à đây. Đi nhầm đường rồi. Chung là về cái vô lăng này, chế độ vận hành ấy thì em đánh giá là đi được các bác ạ. 1.6 ta đủ dùng, tiết kiệm nhiên liệu. Còn cái con em trải nghiệm với con xe Kia K3 2.0 thì phải nói với các bác là nó tốn xăng, thật sự là tốn xăng các bác ạ. Rồi thì video ngày hôm nay em xin phép các bác là em kết thúc ở đây. Cảm ơn tất cả các bác đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bác trong những chương trình sau. Xin chào.